Thực hiện mô hình giảm nghèo cho hội viên nông dân, hội nông dân tỉnh phối hợp với hội nông dân huyện Long Điền đã trao dê giống và thức ăn chăn nuôi cho hộ ông Nguyễn Đăng Thịnh và hộ ông Văn Bá Phi cùng ngụ tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Hai hộ dân mỗi hộ được nhận 5 con dê, một con đực và 4 con cái có trọng lượng từ 20 đến 30 kg đã được tiêm phòng, kiểm dịch đầy đủ và 75 kg thức ăn. Kinh phí mua dê giống và thức ăn là 20 triệu đồng một hộ. Tại buổi trao con giống, đại diện Hội Nông dân tỉnh tin tưởng từ những con dê giống được trao tặng dịp này sẽ giúp hai gia đình ông Nguyễn Đăng Thịnh và hộ ông Văn Bá Phi có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.